yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Chào năm mới 2022 với Lan Tỏa Yêu Thương, một chương trình truyền hình thực tế được xuất phát trên quê hương Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là tấm lòng đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng trách nhiệm và lý tưởng sống của thế hệ đi sau, tiếp bước truyền thống cha ông. Đó là tình yêu thương biến thành các hoạt động chăm lo, giúp đỡ, chia sẻ thiết thực dành cho những hoàn cảnh khó khăn, các em hiếu học và đặc biệt là những câu chuyện nhân văn từ người khuyết tật Việt Nam. Học Lễ xin chào quý khán giả. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương, một chương trình truyền hình thực tế sẽ đi đến mọi miền đất nước, đem lại những câu chuyện thấm tình đất, tình người. Lần đầu tiên, một người dẫn chương trình truyền hình là người khuyết tật, vận động viên Hồng Lợi. Cùng đó là những khách mời truyền cảm hứng, là những người nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội, đồng hành trong hành trình Lan Tỏa Yêu Thương. Lan Tỏa Yêu Thương được sự tài trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn Lamel và định kỳ phát sóng trên kênh BRT, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2022 và phát lại vào lúc 9 giờ thứ Bảy tuần kế tiếp. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và ủng hộ hành trình Lan Tỏa Yêu Thương. Yêu thương lan tỏa.